Kính chào quý vị, mời quý vị tiếp tục theo dõi những thông tin thời sự nóng trên kênh YouTube của báo Tiền Phong. Thưa quý vị, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công nhận và giữ nguyên nội dung giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đối với vụ việc công ty cổ phần giáo dục G Sài Gòn, tiền thân là công ty Dày Sài Gòn, gọi tắt là công ty G Sài Gòn, khiếu nại quyết định thu hồi 10.936,3 m² đất tại số 419 Lê Hồng Phong, quận 10. Đây được xem là khu đất vàng hiếm hoi còn sót lại của quận 10, vị trí đắc địa khi sở hữu 3 mặt tiền đường Lê Hồng Phong, Vĩnh Viễn, Trần Nhân Tôn, phường 2. Đất làm văn phòng, nhà xưởng biến thành bến xe. Trước đó tháng 8 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, không công nhận nội dung khiếu nại của công ty G Sài Gòn, giữ nguyên quyết định thu hồi đất đã ban hành vào tháng 5 năm 2021. Không đồng ý với nội dung giải quyết này, công ty cổ phần giáo dục G Sài Gòn tiếp tục gửi đơn khiếu nại lần 2 đến Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo hồ sơ, trước tháng 4 năm 1975, khu đất gần 11.000 m² tại số 419 Lê Hồng Phong, quận 10 do hãng giày Bata đứng bộ theo bằng khoán 509 Chợ Lớn, An Đông lập bộ vào tháng 6 năm 1949. Đến tháng 10 năm 1975, Tổng cục Công nghiệp nhẹ có quyết định công quản toàn bộ vốn và tài sản kinh doanh của hãng giày Bata. Trên cơ sở hãng giày này, tháng 4 năm 1993, nhà máy giày Sài Gòn ra đời và sau đó đổi tên thành công ty giày Sài Gòn. Năm 2000, thành phố Hồ Chí Minh cho công ty giày Sài Gòn thuê 13.000 m² đất tại số 419 Lê Hồng Phong để phục vụ sản xuất, kinh doanh. Tháng 11 năm 2003, công ty giày Sài Gòn cổ phần hóa với vốn điều lệ 16,5 tỷ đồng, trong đó nhà nước nắm giữ 51%. Tháng 3 năm 2007, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có quyết định cho công ty giày Sài Gòn được tiếp tục thuê 10.936,3 m² tại số 419 Lê Hồng Phong để làm văn phòng, nhà kho, nhà xưởng sản xuất giày, túi xách. Thời hạn thuê đến hết năm 2020. Với 414,5 m² đất còn lại, công ty được tạm sử dụng và phải chấp hành khi giải tỏa. Theo đồ án quy hoạch năm 2009, khu đất 419 Lê Hồng Phong là đất công nghiệp sạch. Năm 2015, nhà nước thoái vốn khỏi công ty giày Sài Gòn và đến nay 100% vốn của doanh nghiệp này do tư nhân nắm giữ. Năm 2016, sau khi kiểm tra hoạt động của công ty giày Sài Gòn và công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi trên khu đất 419 Lê Hồng Phong, Ủy ban Nhân dân quận 10 kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấm dứt cho thuê đất, thu hồi đất. Trước mắt thu hồi 4.500 m² khu vực liên quan đến hoạt động bến xe trá hình để xây dựng trường trung học cơ sở. Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cũng đã vào cuộc thanh tra và kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xử lý công ty giày Sài Gòn sử dụng đất không đúng mục đích hoặc giảm nhu cầu sử dụng đất, đồng thời xử lý hành vi tự ý cho thuê tài sản gắn liền với đất được nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm. Thu hồi đất để xây trường học. Ngày 28 tháng 5 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có quyết định số 1968 thu hồi khu đất hơn 10.000 m² tại số 419 Lê Hồng Phong do đất được nhà nước cho thuê có thời hạn, đã hết hạn thuê đất và không được gia hạn thuê đất. Sau khi bị thu hồi đất, công ty G Sài Gòn khiếu nại quyết định số 1968, trong đó yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh thu hồi hủy bỏ quyết định số 1968. Nhằm tạo điều kiện cho công ty tiếp tục thuê đất và thực hiện đầu tư xây dựng phù hợp quy hoạch hoặc có giải pháp để hài hòa lợi ích giữa công ty và chính quyền địa phương. Tháng 8 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định số 3557 giải quyết khiếu nại lần đầu của công ty G Sài Gòn, không công nhận nội dung khiếu nại của công ty G Sài Gòn, giữ nguyên nội dung quyết định số 1968. Không đồng ý với quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, công ty G Sài Gòn tiếp tục gửi đơn khiếu nại lần 2 đến Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ngày 1 tháng 11 năm 2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hiện trạng tại khu đất số 419 Lê Hồng Phong thì công ty G Sài Gòn chỉ đặt văn phòng ở tầng 2, không có hoạt động sản xuất.
Toàn bộ tầng trệt, công ty đang cho nhiều doanh nghiệp thuê, gồm nhà xe Thành Bưởi, có một nhà kho chứa hàng hóa ký gửi. Kho hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Haruko về vật liệu phụ gia, kho hàng chuyển phát nhanh của Viettel Post, kho hàng làm vật liệu hoa tươi của cửa hàng Hoa Thu Nga, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu DC Flower, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ hoa tươi Minh Minh, kho hàng phụ tùng ô tô của công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Thiên Phú. Bộ Tài nguyên và Môi trường kết luận căn cứ luật đất đai, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thu hồi khu đất đã cho công ty G Sài Gòn thuê là phù hợp và giữ nguyên quyết định số 3557 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với công ty G Sài Gòn là đúng quy định của pháp luật. Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh Trần Văn Bảy cho hay, quy trình giải quyết khiếu nại đã được thành phố Hồ Chí Minh thi hành đúng pháp luật. Do vậy, bước tiếp theo cần phải cưỡng chế và đề nghị Ủy ban Nhân dân quận 10 căn cứ quy định pháp luật để cưỡng chế. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp cùng địa phương triển khai các bước chặt chẽ đúng quy định để tránh phát sinh khiếu kiện. Liên quan đến khu đất này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu giao Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn cụ thể về cơ sở pháp lý, trình tự, thủ tục, triển khai các bước để tiến hành cưỡng chế thu hồi khu đất số 419 Lê Hồng Phong để xây dựng trường học. Liên quan đến việc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường làm rõ việc đoàn kiểm tra của đơn vị này phát hiện vi phạm tại một dự án ở quận Cầu Giấy nhưng không lập biên bản xử lý, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cho biết đang chờ ý kiến của Sở Tư pháp, khi có ý kiến sẽ tổng hợp báo cáo kiến nghị xử lý vi phạm nếu có. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội, thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì thành lập đoàn thanh tra liên ngành thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với việc sử dụng đất thực hiện dự án xây dựng nhà ở và văn phòng làm việc tại ô đất A trên D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, gọi chung là dự án A trên D6, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cho biết, đoàn thanh tra liên ngành gồm các Sở Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quy hoạch Kiến trúc, Xây dựng, Thanh tra thành phố, Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội, sau đó Sở Tài nguyên và Môi trường thay mặt liên ngành thành phố đã có kết luận thanh tra báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Cụ thể, theo kết luận thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội, dự án đầu tư tại ô đất A trên D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, là dự án đấu giá quyền sử dụng đất xây dựng nhà ở chung cư cao tầng theo quy hoạch tổng mặt bằng được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt tại quyết định số 119 năm 2003. Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bắc Hà, hay còn gọi là Công ty Bắc Hà, là đơn vị trúng đấu giá khu đất xây dựng nhà chung cư cao tầng diện tích 6.435m2 tại ô đất A trên D6, khu đô thị mới Cầu Giấy. Theo quyết định 301 ngày 12 tháng 1 năm 2005 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, một phần dự án có diện tích 3.269,7m2, sau đó được Công ty Bắc Hà chuyển nhượng cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hiền Đức, nay là Công ty Cổ phần Hiền Đức. Tiếp đó, Công ty Hiền Đức thực hiện góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với diện tích 3.269,7m2 cho Công ty Cổ phần Danh Nam. Hiện trạng sử dụng tại ô đất A trên D6, khu đô thị mới Cầu Giấy do Công ty Cổ phần Danh Nam đang quản lý. Trên khu đất không có hoạt động xây dựng, có các công trình, một dãy nhà khung sắt, mái tôn, diện tích khoảng 300m2 ở vị trí mặt đường Trần Thái Tông đang sử dụng làm các kiosk kinh doanh ô tô, nhà hàng ăn uống, hoa quả tươi. Một nhà khung sắt mái tôn, diện tích khoảng 1.000m2 sử dụng làm nhà hàng có biển hiệu bia xanh. Diện tích còn lại là sân và bãi trông giữ xe ô tô. Tại thời điểm tháng 11 năm 2023, Công ty Cổ phần Danh Nam đã tháo dỡ các công trình nhà khung thép mái tôn trước đây cho thuê làm mặt bằng kinh doanh, đã thực hiện quay tôn trên khu đất. Vẫn theo kết luận thanh tra, kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa ngày 24 tháng 5 năm 2006 đến thời điểm thanh tra là 212 tháng.
công ty cổ phần Danh Nam chưa đưa đất vào sử dụng, vi phạm quy định tại Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 quy định về những trường hợp thu hồi đất, trách nhiệm thuộc về công ty cổ phần Danh Nam, công ty cổ phần Hiền Đức cần có biện pháp khắc phục. Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra rà soát, làm rõ việc thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm đối với việc sử dụng đất, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội đã phối hợp với Sở Tư pháp họp ngày 19 tháng 4 năm 2024 để xin ý kiến rà soát việc thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với việc sử dụng đất tại ô đất A trên D6, khu đô thị mới Cầu Giấy. Sở Thông tin và Tài nguyên thông tin, trên cơ sở hướng dẫn của Sở Tư pháp tại cuộc họp ngày 20 tháng 5 năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản gửi Sở Tư pháp đề nghị có ý kiến đối với nội dung rà soát việc thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường. Sau khi nhận được ý kiến của Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tổng hợp báo cáo kiến nghị xử lý vi phạm nếu có theo quy định của pháp luật. Trước đó, ngày 6 tháng 3 năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành kết luận thanh tra số 1513 về việc chấp hành pháp luật đất đai đối với việc sử dụng đất thực hiện dự án A trên D6, khu đô thị mới Cầu Giấy. Bản kết luận này đã bộc lộ một số điểm bất thường khi hoạt động thanh tra kiểm tra được đoàn kiểm tra thực hiện vào tháng 11 năm 2022. Và thời điểm này, đoàn kiểm tra đã phát hiện đơn vị sử dụng đất sai mục đích nhưng không lập biên bản, thiết lập hồ sơ xử lý theo quy định. Nhận thấy hành vi lạ của đoàn kiểm tra và một số nội dung chưa được làm rõ trong kết luận thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 15 tháng 3 năm 2024, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra rà soát lại việc này. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chỉ đạo giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra rà soát làm rõ lý do tại thời điểm kiểm tra tháng 12 năm 2022. Đoàn kiểm tra đã phát hiện đơn vị sử dụng đất sai mục đích nhưng không lập biên bản, thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định và đến tháng 3 năm 2024 mới ban hành kết luận thanh tra. Đồng thời, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cũng yêu cầu, trên cơ sở kết quả kiểm tra rà soát, Sở Tài nguyên và Môi trường kết luận thanh tra và chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, kết luận và kiến nghị, đảm bảo tính khách quan chính xác, đúng quy định pháp luật, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 31 tháng 3 năm 2024. Sau chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có buổi làm việc với Sở Tư pháp. Thế nhưng sau đó, sự việc chưa được làm sáng tỏ và phải tới ngày 20 tháng 5 năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường mới tiếp tục có văn bản gửi Sở Tư pháp đề nghị có ý kiến. Đối chiếu với chỉ đạo của ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thì tới nay, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội đã chậm báo cáo kết quả xác minh xử lý gần 2 tháng. Tháng 11 năm 2022, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận thanh tra trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk trong việc thực hiện pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và công tác quản lý sử dụng đất đai. Cụ thể, việc giao đất cho 6 hộ dân tại khu dân cư 47 Lý Tự Trọng trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột đã xác định được giá trị tiền sử dụng đất không đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013, làm thất thu ngân sách nhà nước ước tính trên 2,4 tỷ đồng. Trước vi phạm trên, Thanh tra Chính phủ yêu cầu phải xác định lại giá đất giao cho 6 hộ dân theo quy định của pháp luật, truy thu tiền chênh lệch nộp ngân sách nhà nước. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã thành lập tổ giải quyết vụ việc, giao 6 thửa đất vàng cho 6 hộ, trong đó có thửa đất đứng tên vợ ông Trần Vĩnh Cảnh, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh này. Đắk Lắk đã giao đất cho 6 hộ dân tại thành phố Buôn Ma Thuột, nhưng xác định giá thu tiền sử dụng đất không đúng quy định, gây thiệt hại ngân sách nhà nước trên 2,4 tỷ đồng. Diễn biến cụ thể của vụ việc trên như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi thông tin chi tiết ngay sau đây. Giao đất sai đối tượng, làm thất thoát ngân sách nhà nước. Năm 2006, Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột bán đấu giá quyền sử dụng đất cho 7 hộ dân ở đường Tôn Đức Thắng, phường Tân Lập. Thế nhưng, chính quyền chỉ giao đất cho một hộ dân, 6 hộ còn lại, trong đó có 2 lô đất đứng tên bà Châu Thị Bích Tiên, vợ ông Trần Vĩnh Cảnh,
và người nhà của bà Tiên là ông Châu Minh Chiết không thể giao đất do phát sinh tranh chấp khiếu kiện với một hộ dân khác. Sau đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột đã khắc phục kết quả đấu giá bằng cách đã hoàn trả lại toàn bộ tiền nộp và ngân sách của 6 hộ dân, gồm tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ và tiền bồi thường thiệt hại lãi suất theo quy định của ngân hàng, nhưng lại bảo lưu kết quả đấu giá. Tháng 2 năm 2018, ông Trần Vĩnh Cảnh, làm trưởng đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, đã ký báo cáo số 07 về kết quả giải quyết một số khiếu nại, tố cáo phức tạp chưa giải quyết dứt điểm, số liệu từ năm 2016 đến tháng 9 năm 2017. Trong báo cáo này, ông Cảnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột giao đất cho 6 hộ dân trên với 6 vị trí đất khác nhau có sự thống nhất của 6 hộ. Trên cơ sở báo cáo này, tháng 3 năm 2018, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Ibie Nie khi đó đã ký nghị quyết số 03 yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo giải quyết dứt điểm một số vụ việc, trong đó có vụ giao đất của gia đình ông Cảnh. Cũng theo báo cáo số 228, tháng 10 năm 2018, Giám đốc Sở Tài chính Đắk Lắk đã có tờ trình số 340 gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh này về việc ban hành giá đất đối với 6 thửa đất tại khu dân cư 47 đường Lý Tự Trọng với giá chỉ 11 triệu đồng một mét vuông. Tuy nhiên, theo ý kiến của các sở ngành, việc áp dụng đơn giá này là không phù hợp, làm thất thoát cho ngân sách nhà nước, bởi giá này là quá thấp so với giá đất giao dịch phổ biến trên thị trường. Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột cũng có văn bản đề nghị Sở Tài chính tạm dừng việc đề xuất giá đất trên để Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét lại giá đất, nhưng không được chấp thuận. Sau đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ra quyết định giao đất cho các hộ này với giá hơn 3,6 tỷ đồng, tương đương 600 triệu đồng một lô. Giới bất động sản nhận định, khu đất này có vị trí rất đắc địa, thuộc phần đất vàng tại thành phố Buôn Ma Thuột, gần chợ Tân An, bến xe thành phố Buôn Ma Thuột, cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột chỉ 2 km. Đất ở đây hiện giao bán với giá từ 5,9 tỷ đến hơn 7 tỷ đồng một lô, tùy theo vị trí. Ngày 4 tháng 8 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã họp để báo cáo vụ việc giao 6 lô đất vàng cho 6 hộ dân tại khu dân cư 47 đường Lý Tự Trọng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột. Đầu tháng 7 năm 2021, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột Đoàn Ngọc Thượng ký báo cáo số 228 về việc giao đất cho 6 hộ dân trên. Theo báo cáo hiện trạng sử dụng đất, trong 6 hộ dân chỉ có ông Phạm Xuân Trường sau khi nhận đất đã xây dựng nhà ở, còn ông Châu Minh Chiết sử dụng thửa đất số 122B19, tờ bản đồ số 24 đã tặng lại cho bà Châu Thị Bích Tiên, vợ của ông Trần Vĩnh Cảnh, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh này, nghỉ hưu năm 2020. Các hộ còn lại đến nay vẫn chưa xây dựng nhà ở và chưa chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Việc giao đất cho 6 hộ dân trên tại khu vực đường Lý Tự Trọng là không đúng đối tượng, bởi vị trí đất này là khu vực được nhà nước giao đất có thu tiền đối với các đối tượng nằm trong diện đền bù, giải tỏa tái định cư, chịu ảnh hưởng của các dự án trên địa bàn thành phố, ưu tiên cho các hộ dân ở khu vực trung tâm văn hóa tỉnh Đắk Lắk, khu vực tái định cư đối với một số hộ dân khi mở nút giao thông tại km 3, phường Tân Lập. Phải truy thu tiền chênh lệch. Tháng 11 năm 2021, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận thanh tra trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk trong việc thực hiện pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và công tác quản lý sử dụng đất đai. Cụ thể, việc giao đất cho 6 hộ dân tại khu dân cư 47 Lý Tự Trọng trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột đã xác định giá trị tiền sử dụng đất không đúng quy định của luật đất đai năm 2013, làm thất thu ngân sách nhà nước ước tính trên 2,4 tỷ đồng. Trước vi phạm trên, Thanh tra Chính phủ yêu cầu phải xác định lại giá đất giao cho 6 hộ dân trên, theo quy định của pháp luật, truy thu tiền chênh lệch nộp ngân sách nhà nước. Kết luận thanh tra nêu rõ, trường hợp các hộ dân được giao đất không nộp tiền chênh lệch, hủy quyết định giao đất, thu hồi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp. Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị kiểm điểm đối với tập thể cá nhân trong việc xác định giá, thu tiền sử dụng đất cho 6 hộ dân không đúng quy định pháp luật đất đai. Thời điểm hiện tại, nhiều cá nhân trong vụ giao 6 lô đất vàng nhưng định giá không đúng quy định ở Đắk Lắk đã nộp hơn 2 tỷ đồng theo kết luận của Thanh tra Chính phủ. Sở Tài chính Đắk Lắk vừa có công văn đề nghị Cục Thuế tỉnh và Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột báo cáo công tác thực hiện nghĩa vụ tài chính của 6 gia đình tại khu dân cư số 47 đường Lý Tự Trọng trước ngày 27 tháng 5. Tổng số tiền mà các hộ dân này phải đóng là hơn 2,5 tỷ đồng. Đây là số tiền mà năm 2022, Thanh tra Chính phủ yêu cầu tỉnh Đắk Lắk truy thu nộp ngân sách nhà nước. Bởi sau khi Thanh tra Chính phủ đã phát hiện tỉnh này giao đất cho 6 hộ dân nhưng không xác định giá trị tiền sử dụng đất không đúng quy định của luật đất đai năm 2013, làm thất thu ngân sách theo ước tính khoảng 2,4 tỷ đồng. Ngoài yêu cầu truy thu tiền chênh lệch nộp ngân sách nhà nước, Thanh tra Chính phủ còn yêu cầu tỉnh Đắk Lắk kiểm điểm đối với cá nhân, tập thể trong việc xác định giá thu tiền sử dụng đất không đúng quy định.
Sau đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk giao cho Sở Tài chính và Sở này đã tham mưu tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung giá đất để giao đất cho 6 hộ dân nói trên với tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng. Trường hợp quá hạn theo thông báo của cơ quan thuế mà các hộ dân không nộp vào ngân sách nhà nước, Sở này tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột thực hiện hủy quyết định giao đất, thu hồi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp theo đúng kết luận của Thanh tra Chính phủ. Theo báo cáo của Chi cục thuế thành phố Buôn Ma Thuột, tính đến ngày 15 tháng 5, đã có 5 hộ dân nộp đủ tiền theo quy định, còn một hộ dân thiếu hơn 236 triệu đồng, hạn nộp vào ngày 5 tháng 6. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh để không bị bỏ lỡ những thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại!